BBC đuôi. Trong ngôn ngữ tiếng Việt thì đuôi đồng nghĩa với mù. Đây là tính từ dùng để chỉ những sinh vật trong đó có cả con người do khiếm khuyết về mặt thể chất, mắt, nên hạn chế hoặc không nhìn thấy được thông qua thị giác. Tuy nhiên, xét ở góc rộng của vấn đề thì ta còn có thể hiểu đuôi ở đây không chỉ dừng lại ở mù về thể chất mà còn mù về tinh thần, hoặc mắt vẫn sáng nhưng khả năng nhìn là không có hoặc bằng không. Thế nên ta mới có khái niệm mù chữ, hay nói một số nơi gọi là đuôi chữ. Đi vào vấn đề đang tiếp cận thì ta có thể thấy BBC từ một phương trời Tây xa xôi vẫn vỗ ngực tự khen hay, vỗ tay tự khen khéo và tự hào đứng trên các thể loại dân chủ nhân quyền của thiên hạ. Mà đuôi quá. Qua rất nhiều sự việc thì trang này thể hiện tầm nhìn bằng không chứ không còn hạn hẹp. Rồi thì mới nhất là vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ. Bản chất những người vi phạm không thuộc bất cứ tôn giáo nào. Điều này cũng đã được thể hiện rõ qua câu nói vừa láo vừa vô duyên tại tòa của Lê Tùng Vân: Giáo hội Phật giáo Việt Nam không xứng đáng nên không đăng ký. Mặc dù chính xác ra thì ông Vân chẳng đủ tư cách gì mà đòi đứng trong hay đăng ký trở thành một phần của Phật. Vậy mà ôi trời ơi, BBC đuôi giật tít rằng Tịnh Thất Bồng Lai những câu hỏi quanh việc đàn áp tôn giáo và tội loạn luân, nhận thức như thế thử hỏi BBC có đuôi hay không, để đây cho mọi người tự cảm nhận. Chúng ta tôn trọng những sự thật, những biểu hiện phản ánh bản chất của vấn đề và độ tin cậy của một trang tin, nó phụ thuộc khá nhiều vào độ sáng mắt của những con người trong đó. Nhưng rõ ràng ta thấy rằng sự đuôi mù đang bao trùm và trở thành nỗi ám ảnh của tờ báo tự vỗ ngực khen hay, tự vỗ tay khen khéo này. Đồng thời, những ai đang cổ suý cho kẻ mù hãy tự mình cảm nhận lấy.